này ông? Làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang nằm đây à? Ôi trời ơi, hóa ra là một ông mù. Ôi tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Mà sao trời sắp tối rồi anh lại nằm ở đây? Cái gì? Ông mù mà sao lại biết trời tối? Chuyện đó dễ thôi mà. Thế sao giờ này mà anh vẫn nằm ở đây? Tôi khổ lắm ông ạ. Đầu tắt mặt tối suốt ngày mà mãi chẳng sướng lên được. Căn nhà thì ngày càng ngày tồi tàn. Giờ tôi chẳng muốn về nữa. Không biết bao giờ tôi mới thoát được cái kiếp sống nghèo khổ thế này đây. Ta thấy anh cũng không vất vả đâu. Đến tầm 30 tuổi anh sẽ trở nên khá giả đấy. Người ta nói tam thập nhi lập mà. Thật sao? Bây giờ mình ăn uống kham khổ vậy, chắc chắn sau này sơn ngào hải vị cái nào chẳng có. Trời ơi, năm nay mình 33 tuổi rồi mà chẳng thấy sung sướng gì cả. Nếu như theo lời ông lão nói thì giờ này mình phải giàu có lắm rồi chứ. Còn có chuyện gì buồn hay sao mà mặt mày sầu não vậy? Dạ, có một ông lão nói số của con đến năm 30 tuổi sẽ rất giàu và sung sướng. Nhưng con chẳng thấy gì cả. Thậm chí con còn khổ hơn nữa. Thưa thầy, có phải là con người thực sự có số không ạ? Đúng vậy. Vậy thì thầy có biết cái số của con nó thế nào không ạ? Có phải cái số của con là suốt đời phải chịu nghèo hèn đúng không ạ? Con hãy đưa bàn tay của con ra xem. Con có nhìn thấy không? Cái đường xiên xiên này biểu thị cho sự nghiệp. Cái đường kẻ ngang này tượng trưng cho tình duyên. Còn đường gần như thẳng đứng này tiêu biểu cho sức khỏe, hay còn gọi là sinh mệnh. Cái đường mờ mờ kia là đường giàu sang phú quý đấy. Nó sẽ rõ dần lên theo con đấy. Dạ, con nhìn rõ ạ. Giờ con hãy nhẹ nhàng nắm bàn tay của mình lại. Dạ, nắm làm gì ạ? Thì con cứ nắm vào mà nắm thật chặt nha. Vậy con nói xem, giờ mấy đường chỉ tay kia đang nằm ở đâu? Dạ, những đường chỉ tay... Những đường chỉ tay của con có chạy ra ngoài không? Dạ, nó vẫn nằm trong tay con ạ. Con thấy không, số phận của con người không phải là nằm trong lời nói của người khác, mà nằm trong bàn tay của chính mình. Dạ, dạ, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Con cảm ơn thầy. Đây là bạn Đào Thị Mơ. Bạn mới chuyển đến trường chúng ta và sẽ là thành viên chính thức của lớp 9A từ năm học này. Thầy hy vọng cả lớp sẽ giúp đỡ bạn hòa nhập với môi trường mới nhé. Mình chào các bạn. Mình mong được các bạn giúp đỡ. Em đừng ngại. Vài hôm là sẽ quen bạn quen trường thôi. Em ngồi ở phía trong bàn thứ hai kia nhé. Một lát nữa là vào học. Học trò quê các bạn ạ. Nghe cái tên đã biết. Nhìn đôi dép nhựa xanh kia thì lạc đi đâu được người nhà quê liên nhỉ. Mình không ngờ Nam cũng hùa theo các bạn đấy. Ba ơi, ba có khỏe không? Con nhớ ba mẹ và em Na lắm. Con muốn về. Con sao thế? Con đi học có chuyện gì không vui phải không?
Dạ không ạ, chỉ vì con nhớ nhà thôi ạ. Con cái của ba phải cố gắng học cho giỏi, dù ở bất cứ đâu ba luôn tin tưởng vào nghị lực của con. Cô bạn này quê một cục, các cậu có để ý cái quần thùng máy mặc không? Ừ, phải, đúng là mốt thế kỷ 19. Nói thế, mấy đồ trên người bạn ấy đáng giá lắm, sắp được đưa vào bảo tàng bán đấu giá ấy chứ. Các cậu nói bé thôi, cô bé dép xanh của chúng ta nghe thấy mà mất thầy giáo là phiền đấy. Nghe thấy thì đã sao nào, mình cá là nó không dám mất đâu. Chuyện nhà quê thì phải biết thân biết phận chứ. Dù ở bất cứ đâu, ba luôn tin vào nghị lực của con. Thị Mơ đã đến kìa. Mơ khóc rồi đó. Các bạn vui lắm phải không? Học trò quê thì đã sao? Học trò quê thì không phải là học trò à? Học trò quê thì chế nhạo, cười cợt, xa lánh sao? Mấy bạn thử sống như là một học trò quê xem. Cứ thử sống như cỏ dại bên đường, bị chà đạp, coi thường mà vẫn hiên ngang vươn lên trước gió. Thử sống một lần như vậy, mấy bạn có làm được như Mơ không? Cậu làm sao thế Liên? Lẽ nào cậu vì bênh vực một đứa học sinh nhà quê mà không coi tụi này ra gì? Mình chỉ bênh vực lẽ phải thôi Nam ạ. Mình xin lỗi Liên, cậu thật là tốt với mình, vì mình mà... Xin lỗi gì chứ, Mơ ngốc quá. Mình khóc vì vui mà, nói ra được những câu ấy thật là vui. Liên cũng xuất thân từ quê như Mơ vậy. Nhà Liên chuyển lên thành phố từ khi Liên vào cấp 1. Liên không muốn Mơ giống như Liên hồi đó, chỉ có một mình buồn tuổi, chẳng có ai chơi cả. Mơ không thấy giờ đã khác xa thời của Liên rồi à? Có rất nhiều bạn hiểu Mơ, chỉ có điều chưa ai dám nói với các bạn kia như mình thôi. Mình cảm ơn Liên nhiều lắm. Ngày qua ngày, một kỳ học cũng dần qua đi. Mơ tỏ ra là một học sinh xuất sắc, cô bé được phần lớn bạn bè trong lớp quý mến. Tuy nhiên, vẫn có những người bạn mang nặng định kiến về học trò quê, vẫn có những lời bàn tán không hay về cô bé. Cái cô bạn nhà quê ấy, sao lúc nào cũng hớn hở được, thấy mà ghét. Nghe đầu mẹ bạn ấy làm lao công, còn ba thì bị khuyết tật, quanh năm chỉ ở nhà cày ruộng. Nhà đã nghèo rớt mồng tơi mà còn bị đặt lên thành phố học. Mà cậu coi chừng bị Mơ tranh luôn suất học bổng du học cuối khóa đấy Nam ạ. Gì chứ, mình chấp bạn ấy nửa cái đầu. Cũng phải, chả nhẽ vua toán tinh của cái trường này lại chịu thua một con bé nhà quê. Học trò quê. Cố gắng lên con gái, hãy thực hiện cả những ước mơ còn dang dở của ba mẹ. Thầy đã có kết quả học tập cuối năm của các em. Dẫn đầu lớp là bạn Trần Hải Nam. Và thầy cũng rất tự hào tuyên bố, người xếp thứ hai lớp là bạn Đào Thị Mơ. Em sẽ nhận được học bổng của quỹ Tấm Lòng Vàng. Chúc mừng em. Học trò quê chỉ mong có thế thôi. Nam ạ, có thể Nam nói đúng đấy. Nhưng mình tự hào là học trò quê. Tự hào vì được vươn lên từ bùn lầy đồng ruộng mà không hôi tanh mùi bùn. Tự hào vì được bay lên từ cây chổi thần kỳ của mẹ. Nam ạ, thầy không ngờ em lại suy nghĩ như thế. Em nên suy nghĩ lại đi. Cần biết tôn trọng bạn, tôn trọng mình, biết yêu quý con người em ạ. Thầy xin thông báo tiếp với cả lớp. Mơ là người có điểm tổng kết môn toán cao nhất khối và em sẽ nhận được suất học bổng du học nước ngoài của trường ta. Hội đồng nhà trường đã nhất trí chọn Mơ. Quack, 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 quack.
trả về đó ạ. À? Hôm nay ông kiếm được nhiều không? Miền đó hả cháu? Hôm nay trở trời, cá tôm đi đâu hết á? Suốt cả buổi mà ông chả bắt được con nào. Bữa nay cơm với rau luộc vậy. Ăn thế thì khó nuốt lắm ông ạ. À? Không sao, ông quen rồi. Thôi, cháu chăn vịt nhé. Ông đi xem có cái gì khác không? Vâng, cháu chào ông. À! Ồ, thì ra ông cụ tìm trứng vịt đẻ rơi. Thế là ông khỏi phải ăn cơm với rau rồi. Hôm nay ông cụ đâu rồi nhỉ? À, kia rồi. Tội nghiệp, ông cụ suốt ngày cặm cụi bắt cá, bắt tôm, nhưng làm sao nhanh bằng vịt chứ? Chúng cướp hết của ông rồi. Hôm nào may nhặt được trứng vịt đẻ rơi thì mới có bữa ăn ngon. Một ngày vịt nhà mình đẻ cả 100 quả. À, phải rồi. Hay mình đem biếu ông cụ mấy quả trứng vịt nhỉ? Ai đấy? Cháu Miên đây ông ơi. Nhà cháu biếu ông ít trứng để ăn dần ông ạ. À. Ồ, cảm ơn cháu. Nhưng cháu cầm về đi, ông không nhận đâu. Ông còn khỏe, còn tự kiếm được thức ăn. Ông không muốn dựa dẫm vào người khác. Nhà cháu nhiều lắm, ông cứ cầm lấy đi. Ông không nhận đâu, ông nói rồi mà. Cháu ngoan lắm, ông cảm ơn. Nhưng ông không thể nhận thế này được. Mang về cất đi nhé, ông tự kiếm được mà. Ông cụ nhất mực không nhận. Ông suốt ngày hì hụi tìm kiếm cái ăn. Không kiếm được thì ăn rau với mắm thôi. Đây rồi. Miên ơi! Miên ơi! Ra đây ông bảo! Có việc gì thế ông? Hôm nay ông có chuyện gì vui à? Ồ! Cả một rổ trứng! Ông nhặt được nhiều thế này cơ á! Ông vui quá! Nhưng cháu cất rổ trứng này đi nhé! Sao? Sao ông lại bảo cháu cất đi ạ? Ông nhặt được kia mà! Ông mang về mà ăn dần! Cháu thật ngốc nghếch, đáng yêu! Chẳng có con vịt nào mà sáng nào cũng đẻ rơi đúng mấy gốc rạ củ cả. Ôi, ông biết hết rồi ạ. Cháu thấy ông không có gì ăn, toàn phải ăn cơm với rau. Nhà cháu ăn cơm có thịt, có cá, mà nhiều lúc còn không thấy ngon miệng. Huống chi ông... Cháu à, nhiều khi không cần phải sống sung túc, đầy đủ mới là hạnh phúc. Chỉ cần có những niềm vui thì cuộc sống đã có ý nghĩa lắm rồi. Những niềm vui sao ông? Đúng vậy. Như ông đây, dù có thiếu thốn nhưng ông rất vui. Ông vui vì có cháu tốt bụng, biết quan tâm đến ông. Ông vui vì ông còn sức khỏe, còn tự lo cho mình được. Không niềm vui nào to lớn bằng việc không phải sống dựa vào người khác đâu cháu ạ. À.